Sáng nay, ngày 13 tháng 10, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh cùng chủ trì hội nghị trực tuyến Hội đồng Nhân dân với cử tri lần thứ nhất, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, dịch bệnh COVID-19 đã gây ra nhiều khó khăn, thách thức đối với đời sống của người dân cũng như hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn. Chính vì vậy, hội nghị lần này là dịp để thành phố lắng nghe tiếng nói của cử tri, làm cơ sở để tiếp tục ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, nhất là đảm bảo an sinh xã hội, khôi phục kinh tế, đồng thời giải quyết rút ráo các vấn đề nổi cộm, bức xúc của cử tri trong công tác quản lý đô thị thời gian qua. Hội nghị lần này, nhiều vấn đề nóng được cử tri và đại biểu đưa ra thảo luận sôi nổi. Nổi bật là việc gỡ nút thắt trong thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, cũng như các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, khôi phục kinh tế trong thời gian đến. Chính quyền thành phố Đà Nẵng đã đưa ra kịch bản hỗ trợ doanh nghiệp để phục hồi kinh tế trong thời gian đến với giải pháp cụ thể như sau. Hỗ trợ 50% phí sử dụng hạ tầng tại khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, khu công nghệ thông tin tập trung. Xin làm rõ, có bao gồm các doanh nghiệp thuê đất trong các khu công nghiệp mà chủ đầu tư là các công ty khai thác hạ tầng khu công nghiệp hay không? Đối với nội dung này, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã giao cho Ban Quản lý khu công nghiệp và khu công nghệ cao nghiên cứu và dự kiến sẽ trình Hội đồng Nhân dân trong tháng 11. Cũng thông tin lại với anh Bình là yên tâm, đó là dự thảo cái đối tượng áp dụng thì bao gồm cả các doanh nghiệp thuê đất trong các khu công nghiệp mà chủ đầu tư là các nhà đầu tư tư nhân. Thì để cho anh Bình yên tâm là tất cả các doanh nghiệp thuê đất tại các khu công nghiệp, kể cả đất nhà nước và đất của tư nhân đều công bằng như nhau ở một mức hỗ trợ. Cái băn khoăn, mong muốn và quan tâm nhất của cộng đồng kinh doanh du lịch là thành phố có lộ trình, kế hoạch gì để khôi phục các hoạt động du lịch của thành phố trong cả thời gian trước mắt, trong cả trung hạn và dài hạn. Khôi phục du lịch theo cái lộ trình dài hạn, chúng tôi sẽ dự kiến khôi phục du lịch theo cái phương châm là chủ động, thích ứng, linh hoạt để đạt hiệu quả khôi phục du lịch, đồng thời cũng phải đảm bảo an toàn cho khách du lịch, cho cộng đồng và cho nhân viên phục vụ ngành du lịch. Trong giai đoạn ngắn hạn thì chúng tôi cũng đã vừa trình ủy ban xin ý kiến về hai phương án đón khách du lịch, thì chúng tôi cũng nhận định và theo cái quyết định mới của chính phủ về quy định tạm thời cho các hoạt động bình thường của thành phố, thì chúng tôi cũng dự kiến cái cấp độ để thực hiện được khôi phục các hoạt động du lịch này về cấp độ kiểm soát dịch bệnh của thành phố. Tại hội nghị, cử tri cũng quan tâm kiến nghị nhiều vấn đề nổi cộm bức xúc trên địa bàn hiện nay, nhất là tình trạng ngập úng đô thị, ô nhiễm môi trường tại một số khu vực, cải cách thủ tục hành chính, quản lý cắt tỉa cây xanh, giải tỏa, di dời nhà tập thể xuống cấp, quản lý nhân hộ khẩu, v.v.